phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật à, kính thưa thính chúng trên đài truyền hình à, TV Bồ Đề Phật Quốc à, hôm nay chúng ta lại có duyên để tiếp tục nghiên cứu về tác phẩm kinh Di Ma Cật à, thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cái chương thứ năm à, là cái sự đấu đáp giữa ngài văn thù sư lợi Bồ Tát với ngài à, Di Ma Cật à, thì à, kính thưa đại chúng chúng ta đã học à, Uh, giáo lý được uh, sự đối đáp giữa 10 vị A La Hán Thinh Văn. Có nghĩa là 10 vị đệ tử xuất gia của Đức Phật mà những vị A La Hán chọn ra 10 vị xuất sắc nhất. Rồi chúng ta được học bốn vị Bồ Tát uh, liên quan tới cái đề tài là nói về Bồ Đề. Ha đậu tràng, hay là cái gọi là vô tận đăng cũng như là cái hội pháp đại thí thì rõ ràng cho chúng ta một cái uh, học một cái nền giáo lý uh, phải nói rằng là từ thấp chí cao à, thì uh, xin thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ học thêm một vị bồ tát nữa là bồ tát văn thù sư lợi là bồ tát này được gọi là cái vị là đại trí tuệ thì quý vị nhớ rằng là à, tất cả những vị a la hán thinh văn hay là bốn vị bồ tát trước này đó mà khi mà đối diện với ngài di ma cật đó thì bị ngài di ma cật sửa những cái giáo lý lại hết thì quý vị nhớ rằng là cái bài kinh di ma cật này đó là một cái vỡ tuồng mà được sự dưới sự mà gọi là điều khiển của Đức Phật của chúng ta. Còn những vị A La Hán Thanh Văn hay là trong đó có Di Ma Cật nữa, thì những người gọi là diễn viên để diễn những cái vai mà đặc biệt cho những người mà đặc biệt là thính chúng của chúng ta đó học được những cái giáo lý xem đọc nghe được những cái vở tuồng những cái giáo lý kinh điển rất là xuất sắc thì quý vị nhớ ha cái chúng ta học kinh điển ở cái 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 bài kinh gia ma cật này đó quý vị phải học cho được đây là một nghệ thuật những cái vở tuồng đặc biệt của đức phật của chúng ta chứ không phải là chúng ta học kinh Diêm Ma Cật này đó Đức Phật không 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 biết là à, để cho ngài Diêm Ma Cật đóng cái vai là à, một người có cái nhận thức cái trình độ cái giáo lý cao hơn những vị đệ tử xuất gia A La Hán của Đức Phật không phải là Đức Phật không biết chuyện này ừ, mà tại làm sao Đức Phật phải cho vấn đề này nó xảy ra cái vở tuồng này phải có cái ý đồ của đức phật đưa ra cái vở tuồng này đã cho chúng ta thấy rằng là một người cư sĩ như ngài uh, Di Ma Cật ở đây trình bày những cái giáo lý thâm thẳm có nghĩa đóng có vai kinh điển đại thừa mà liễu nghĩa rồi trình bày sửa những cái vị đệ tử ở dưới những vị A La Hán xuất gia ha những vị A La Hán xuất gia mà những vị này khi mà được ngài giáo cặt sửa mà không phiền não mà cập nhật học hỏi những cái giáo lý thăng tiến lên á thì điều đó cho chúng ta thấy khỏi gì là đức Phật dạy chúng ta loại bỏ cái bản ngã trong mỗi con người chúng ta. Mà cái bản ngã này nó thuộc cái phần vi tế. Ví dụ như cha mà chửi con á thì con nó không có phiền não, không buồn là chuyện tất nhiên à. Nhưng mà con mà chữ mà cha đó Mà cha mà vẫn im lặng Cha mà bình thản được đó Thì người cha mới hay là ai? Cũng tương, tương tương ứng như vậy Trong cái nền giáo lý nhà Phật chúng ta Nếu mà trên cái sự là có phân chia với cái, cái cấp Là nhân thừa là những người nam nữ cư sĩ Thiên thừa à, Rồi thinh văn thừa là những người xuất gia Có thể là có nghĩa là cao hơn Nếu mà trên cái sự thì chúng ta thấy người đó nhưng mà đây kia thấy rõ ràng một người cư sĩ mà sửa lại cái cái nhận thức của những vị A La Hán Thanh Văn mà quý vị thấy rõ ràng các vị A La Hán Thanh Văn này rất là quan hỷ khi được ngài Di Ma Cật hướng dẫn góp ý thêm cái 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 kinh điển của mình lên cái giáo lý mình lên rõ ràng các ngài rất là quan hỷ và các ngài chấp nhận chuyện đó thì điều đó chúng ta thấy là cái bản ngã trong những cái con người A La Hán Thanh Văn là nó không còn. Nó vi tế đến mức độ là một người cư sĩ mà mà, mà góp ý mà mình vẫn quan hỷ. Cái đó là chúng ta học cái bộ kinh này, cái ý nghĩa thâu sẵn chỗ đó. Mục đích Đức Phật dạy cái cái bộ kinh này là để chúng ta loại đến cái bản ngã mà vi, có nghĩa là là vi tế đến giai đoạn đó chứ không phải là đức phật dạy cái này để cho chúng ta học kinh điển rồi chúng ta mang cái tư tưởng bản ngã chúng ta cho chúng ta là một người cư sĩ nam nữ cư sĩ có nhận thức kinh điển cao rồi coi thường tăng ni cái đó chúng ta học kinh điển bị lộn đức phật dạy cho chúng ta loại trừ bản ngã chứ không phải để chúng ta sanh bản ngã coi chừng chúng ta không khéo là chúng ta học kinh điển càng ngày bản ngã càng lớn mà chúng ta càng phiền não là chúng ta đi cái vấn đề giải thoát chúng ta không có cái ý đồ cái 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 vở tuồng này đức phật phải 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 yêu cầu những vị uh, a la hán và ngài diêm ma cật đóng những vai khác nhau như cái đồ đó. đó một cái ý cái vị để ý cái điểm đó và một cái ý cái vị nhớ rằng tất cả những cái giáo lý của mười vị a la hán thanh văn xuất gia cũng như là bốn vị Bồ Tát chúng ta đã học rồi. Mà tất cả những vị này đó khi chưa có có cơ hội tới gặp Ngài Di Ma Cật nha. Là cái Đức Phật mới có gọi là yêu cầu các vị này để đi thăm viếng ông Di Ma Cật bệnh mà thôi. Thì tất cả từ bữa nay chúng ta học đó là do sự trình bày lại, đối lại á cho Đức Phật biết đó, là hồi xưa con đã gặp ông Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật đã hướng dẫn và góp ý con cái giáo lý đó rồi. Chứ không phải là uh, các vị này đến gặp ông Duy Ma Cật trực tiếp khi bệnh nha, chưa. Mà cái vị nhớ rằng là những cái giáo lý của các vị này trình bày không có sai nha. Nhưng mà con cái là nó sai cái đối tượng mà thôi. Những cái giáo lý của các ngài là toàn bộ giáo lý của Đức Phật hết Nhưng mà con cái là cái giáo lý sai Đưa cái đối tượng sai mà thôi Giống như là cái đối tượng này là người ta học đại học Mà chúng ta đưa cái, cái 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 cái, giáo lý Hay là cái giáo trình mà cấp 1, cấp 2 cho người ta Thì rõ ràng không tương xứng Hoặc là cái người đó trình độ của cấp 1, cấp 2 à Mà chúng ta đưa cái cái giáo trình Chúng ta dạy cái trình độ đại học thì chắc chắn là ta cũng không cập nhật được rồi. Thì ở đây qua cái bài kinh này cũng muốn hướng dẫn cho những vị uh, đại diện cho Đức Phật là Tăng Ni. Đặc biệt là Tăng Ni. Khi mà uh, tiếp cận với đối tượng có nghĩa là nam nữ cư sĩ Phật tử. Phải nhận thức cho được cái đối tượng đó nó đang cần cái trình độ cái giáo lý cỡ nào. Để chúng ta đưa cái giáo lý tương xứng và có thể chúng ta đưa cái giáo lý năng người ta lên này. đây cũng là cái cách mà để hướng cái nhắc nhở các vị tăng ni chúng ta để ý. chứ không là phật tử người ta muốn trèo lên mà chúng ta kéo tuột xuống có nghĩa là người ta muốn tu giáo lý đích thực của phật giáo là nhân quả là duyên sanh hay là 37 phẩm trời đạo mà chúng ta cứ bắt người ta phải cầu nguyện gian sinh vái lại có nghĩa là ta đang muốn leo lên mà chúng ta kéo tụt xuống mà cái bổn phận của tăng ni chúng ta đó là người ta mới tập leo lên thì chúng ta phải bắt cái gì để cho ta leo lên cao hơn nữa người ta còn cầu nguyện dân sinh chúng ta phải hướng dẫn người ta các quy luật nhân quả muốn cầu nguyện dân sinh có kết quả phải gieo cách nhân cái đấy mà khi đã gieo cá nhân rồi thì không phải cầu nguyện dân sinh đâu rồi chúng ta hướng dẫn người ta ờ ừ, bước lên bước nữa là quán mọi vật trên đời này nó vô thường nó thay đổi thì người ta quán chiếu liên tục như vậy khi mà ta sống ở đời này vạn vật từ chúng sinh hữu tình vô tình nó thay đổi người ta bớt đi đau khổ thì đó rõ ràng chúng ta đang nâng đang, đang hướng dẫn cho thính chúng cho nam nữ cư sĩ Người ta từng bước leo lên leo lên Đó Khi vị thấy rõ ràng cái bộ kinh Diêm Ma Cật này Cho chúng ta rất nhiều Về cái cấp bậc giáo lý Và những cái cách hành xử Cái, cái, cái cách mà giáo hóa Và đây cũng là Phật tử chúng ta cũng để ý Nếu chúng ta đủ Chúng ta có được cái cái chủng tử Cái nhận thức kinh điển liễu nghĩa Thượng thừa có nghĩa là những bộ kinh này Chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta rất là quan hỷ, rất là an lạc. Đây là cái chủng tử chúng ta nó tương xứng. Còn khi mà chúng ta gặp bạn bè đó, quý vị cũng để ý. Chứ không, không phải là bạn bè ai cũng có nhận thức giống chúng ta đâu. Rồi chúng ta dùng những cái từ, những cái lời trong này chúng ta áp đảo, chúng ta làm cho người ta khó chịu. Cái đó cũng coi chừng. Là do chúng ta đưa cái đối tượng không có tương xứng, cái giáo lý đấy. Thì chúng ta để ý cái chúng ta học từ bữa nay đó cho chúng ta thấy là cái sự kể lại Đức Phật dạy các vị đệ tử của mình đến thăm ông Di Ma Cật bệnh nhưng mà bản thân những người này chưa có tới nhưng mà chỉ trình bày cho Đức Phật biết đó là trước đó con đã gặp ông Di Ma Cật rồi mà ông Di Ma Cật đã cho con những cái nhận thức giáo lý cao hơn con đã biết rồi thì con nói cho Đức Phật biết như vậy đấy chưa có vị nào đến gặp ông Di Ma Cật cả còn hôm nay chỉ có ngài văn thù sư lợi là cái vị mà được cho là trí tuệ đệ nhất trong cái nền giáo lý của đức phật những vị a la hán sức gia của đức phật của chúng ta à, thì cái vị nhớ rằng tại làm sao đạo phật cứ đề cập là trí tuệ đệ nhất trí tuệ mà ngày như ngày à, à, hòa thượng nhất hạnh đó cũng hay sử dụng đó là đạo Phật là đạo trí tuệ nếu mà không dùng cái đạo Phật á, là dùng cái đạo trí tuệ cũng được mà đây cũng là cái mà để chúng ta nhận thức chúng ta kiểm chứng lại coi chúng ta tu tập bao la bao lâu rồi chúng ta có trí tuệ hay không và cái trí tuệ là cái gì chúng ta có thể được bây giờ hay không hay là nó là một cái gì đó không ai biết chỉ diễn tả qua hình ảnh mà thôi hay là chỉ có Đức Phật có mà thôi hay là các vị là hán có hay không còn riêng chúng ta hiện tại này có được cái trí tuệ hay không xin thưa quý vị có được tất cả nếu chúng ta có áp dụng các lời Đức Phật trong cuộc sống thì cái từ trí tuệ ở đây đó quý vị đừng có hiểu nó là mờ hay là nó quyền thoại hay là nó cao siêu gì cả mà cái từ trí tuệ ở đây có nghĩa là cái hiểu biết cái nhận thức của chúng ta mà nhớ là cái nhận thức này, là cái hiểu biết này đó, nó đúng cái bản thể của vấn đề, của sự việc. Nhớ ha, cái bản thể của vấn đề, của sự việc. Chứ không phải là chúng ta hiểu một cách có nghĩa là lờ mờ, hay là hiểu một cách có nghĩa là ở bên ngoài, thì không trúng. Thì ở đây sẽ đưa một vài cái ví dụ, quý vị thấy cái trí tuệ và người không có trí tuệ nó khác nhau chỗ nào Gần như á, cái cuộc đời này đó khi mà nó tới danh thì gần như 99 99 ai cũng thích cái danh cả ai mà cho mình một cái chức gì đó thì gần như mà càng lớn là chúng ta càng mê đó là người Đức Phật đây là nó trong cái nền giáo lý nhà Phật thôi nha chứ không có nói những người ở ngoài người ta ta, ta nói cái đạo Phật nên cái nọ mà mình nhìn vào cái cái dấu lấy nhà Phật mà nếu chúng ta có chiêm miệng chúng ta thấy nó có giá trị rõ ràng là rõ ràng không ai thoát được có nghĩa là tiền tài danh vọng Gần như cuộc đời chúng ta bị 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 bao vây bởi cái này đó là cái người mà còn đam mê còn thích trong đó gọi là đức phật gọi là cái người đã không có trí tuệ vậy thì cái người có trí tuệ nó có lợi ích như thế nào nó phải có lợi ích chứ à thì thầy kia thấy rõ ràng này cái người có trí tuệ có nghĩa là cái danh đó đó bây giờ ai cho sư một cái cái chức hiện tại đa sư không có chức gì cả Buổi sáng sư mở mắt ra sư đi nấu rồi ăn sư uống cà phê sư ngồi thưởng thức cái cảnh thanh bình này kia nọ an lạc cực kỳ nghe kinh thiết pháp này kia nọ. Bây giờ ai cho sư một cái chức lớn rồi bây giờ gần như những cái mà sinh hoạt hàng ngày cái hạnh phúc hàng ngày sư mất mất tiêu. Đó, vậy cho một cái chức giống như trù trì một cái chùa đi Gần như cái đó mất tan biến Cứ chạy lo chuyện này chuyện kia chuyện nọ Cái sự bình yên cái sự vắng lặng Cái sự an lạc nếp bàn chúng ta mất đi Hai loại ngoài đời Người ta cho cái chức tổng thống Hay giám đốc một cái gì đó Thì cái vị thế nó đổi lại toàn bộ Cái hạnh phúc hàng ngày chúng ta nó đổi hết Những cái mà cái ăn của chúng ta Những cái món mà chúng ta thích Giống như ông tổng thống đi những cái món những món phở món này chứ nọ mà chúng ta thích bây giờ ở trong cái, nhà trắng mà kiểu đêm cái món nó ăn cũng khó khăn lắm hay là ăn những cái món thích theo thích của mình cũng được rồi bằng những bộ đồ mà vừa cái mình cái sở thích của mình nó mềm hay nó dễ chịu cũng được phải bận áo vest mà nó cầm kềnh cầm cầm đi không thoải mái miếng nào hết rồi cái đầu tóc nào phải làm gặp những cái đối tượng nào cái thành phần nào phải làm kiểu gì bằng những bộ đồ như thế nào rồi những bộ cái dài rồi nước hoa nói chung là hoàn toàn những cái mà à, à, khi mà chúng ta có chức là nó đổi lại những cái mà gần như những cái chúng ta không thích đó là cái cây cái hiện tại là khi thấy đơn giản nó như vậy rồi cái bị nghĩ rằng là một người khi mà làm tổng thống đó cái đầu của cái con người đó đó bình thường người ta không có nghĩ nhiều nhưng mà làm trách nhiệm của một vị tổng thống đó phải lo cho cái đất nước. Phải đối diện nội bộ và đối diện ngoại. Ngoại giao bên ngoài của các nước. Gần như cái đào của các vị tổng thống không có bao giờ mà 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 gọi là để tĩnh lặng được đâu. Bình yên, an lạc được đâu quý vị. Đổi lãnh mất tất cả cái hạnh phúc. Đạo kiếp bị thấy rõ ràng Nếu mà chúng ta quan chiếu sâu hơn nữa Là cái danh Ví dụ như chúng ta làm được tổng thống Người ta dụ như lên cái vị làm tổng thống rồi Thì không chắc chắn là nửa Nửa năm mươi năm mươi đấy Năm mươi người thích Năm mươi người không thích Ta chữ bới cũng có Ta khen cũng có Thị phi mà Khi mà leo cái chức càng lớn Thì găng như thị phi càng nhiều Ừ. mà chúng ta có đứng trước cái gọi là bát phong có 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 bình bền vững hay không được mắc vinh nhục cờ khen chê thành bại có bình yên hay không đó hoàn toàn chúng ta bị thay đổi hết rồi á, cái bị nghĩ rằng cái danh đó được gọi là tổng thống đi nữa người ta chẳng qua kêu trong cái 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 tại vị chúng ta còn làm tổng thống hoặc là người ta ghi trong danh sách trong gì đó bao nhiêu năm nhưng mà đổi lại chúng ta gần như mất hết tất cả cái nếp bàn Là do người ta nhìn cái danh vọng nó thích Nó có gì địa vị nó như thế này Thế nghĩa người ta mới nhảy vào đó người ta mới khổ đau Còn các người có trí tuệ người ta thấy Ồ đổi toàn bộ cái hạnh phúc sống với vợ với con với gia đình Với cái ngôi nhà với chiếc xe bình dị Bình yên Với những món ăn thích của mình thì cái người mà ta bị đạo cho người ta cái cái chức vụ lớn như vậy mà đổi là hết như hạnh phúc đó người ta không thích tại vì đó là cái danh cũng không ăn không béo không 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 hơn được cái miếng nào cả mà chúng ta mất hoàn toàn cái hạnh phúc thì cái người mà với cái nhận thức cái cặp kính mà mà lăng kính như vậy đó nhìn cái đó không đam mê miếng nào hết thì cái người như vậy đức phật là người có trí tuệ ha đây rõ ràng là cái đây là cái 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 giáo lý nhà Phật cái kính này nó chiếu hiện nguyên hình nha nguyên hình cái danh chúng ta thấy chứ đừng nói là cái danh là hạnh phúc cho chúng ta thấy là cái trong cái danh nó có mầm móng khổ đau rất là khổ đau đó là nguyên hình đó là cái bản thể cái bản chất cái chân lý của cuộc đời mà người thấy được như vậy Đức Phật gọi là người có trí tuệ Vậy thì cái vị học đạo cũng vậy Cái vị co, cái vị học đi chùa lâu năm Tụng kinh lâu ngày thiền định lâu Chúng ta có trí tuệ hay không Chứ còn không là chúng ta đi 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 chùa lâu năm Mà chúng ta không hề phát triển về trí tuệ gì cả Hồi xưa đến chùa cầu nguyện dân sinh Rồi đi 10 năm vẫn cầu nguyện dân sinh Thì coi chừng Kiểm chứng là chúng ta có trí tuệ hay không hoặc là chúng ta có trí tuệ, tôi chúng ta lấy thêm cái ví dụ nữa là cái cái quy luật nhân quả thôi. Chúng ta chưa biết đạo á là gần như chúng ta đến với đà với với chùa thậm chí trong đó cả bản thân ví vị tăng ni cũng vậy. Từ ban đầu đi đến chùa vẫn cũng là cầu nguyện nhân sinh thôi. Nhưng mà chúng ta có tu lâu ngày lâu tháng lâu năm và có 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 thiền định tư duy có tuệ đó thì rõ ràng chúng ta bến bây giờ chúng ta không có còn cầu nguyện dân sinh nữa mà chúng ta chuyển tiện, tiện qua cái chuyện mà thực hiện thực hành có nghĩa là áp dụng quy luật nhân và quả khi chúng ta tạo một cái nhân rồi á thì chúng ta không hề cầu nguyện giang sinh ai hết là cái quả tự động nó sẽ có nếu là chúng ta gieo cái nhân lành thì quả lành phải xảy ra còn chúng ta mà đã lây gieo cái nhân ác rồi đó thì chúng ta cũng đừng mong ai, gian xin ai giúp chúng ta bỏ cái đó được, mà chúng ta cũng có thể thay đổi được cái quả đó mà phải chính chúng ta là cái người hành động. Chúng ta hiểu quy luật nhân quả như vậy đó, chúng ta rất là chắc chắn, có niềm tin gần như tuyệt đối để chúng ta làm điều lành. chúng ta làm một điều lành không cần trước mặt Phật tăng ni. Chúng ta làm bất cứ cái gì. Chỉ tự nhiên chúng ta hiểu quy luật nhân quả mà chúng ta tạo cái nhân lành này thì có ai thấy không thấy đi nữa thì quả lành nó phát hiện ra. Đó, khi mà chúng ta hiểu sâu, hiểu trúng đúng được cái bản chất hay là cái bản của vấn đề, đây là cái chân lý. Thì chúng ta rất là tin tưởng tuyệt đối trong cái hành động chúng ta làm thiệt và chúng ta rất là lo sợ nhát khi chúng ta làm điều ác thì cái người mà hiểu như vậy đó thì đức phật là người có trí tuệ chứ không phải là ban đầu mười năm trước là chúng ta đi chùa cầu nguyện bây giờ mười năm sau vẫn cầu nguyện không hề tạo một cái nhân nào cả mà cũng phải cầu nguyện dân sinh đó thì coi chừng cái đó chúng ta không có tệ gì cả Mà chắc chắn cũng không có kết quả đâu Cái giáo lý này phải thẳng thừng kiểu đó thôi Để cho cái vị nhận thức cho chắc Không lơ mơ lờ mờ nữa Chứ không mà trình bày giáo lý mà không rõ ràng Cái vị bán nghi bán ngờ Làm phước có nhân cái quả Rồi có thể cầu nguyện cũng có thể được nữa thì cái vị rất là phân vân cái chuyện này cái vị không chịu làm thiện Đó, cái vị để ý cái đó rõ ràng ở đây muốn nhắc cho quý vị đó là chúng ta đang giải thích cái từ Văn Thù Sư Lợi là một vị đại diện cái vị trí tuệ thì cái trí tuệ này cái vị nhớ là đừng có hiểu một cách lờ mờ quan đường quyển hoặc gì cả hay là cái đó chỉ có Đức Phật mới có các vị là hắn mới có còn chúng ta không có không phải cái từ trí tuệ ở đây có nghĩa là chúng ta không đam mê những cái của cải vật chất trên cuộc đời này mà chúng ta tự tại trước những cái cái, cái cuộc đời này là cái người đó có trí tuệ một vị uh, gọi là gọi là bác học giáo sư phi hành gia một người giàu có mà đứng trước cái sự thay đổi của chúng sanh vô tình nhà cửa xe cộ mất thay đổi theo quy trình thành trụ quậy không á, mà vẫn bị đau khổ thì đức phật gọi là người này không có trí tuệ dù là cái, cái người đó cái nhận thức cái hiểu biết về cuộc đời này rất là thông nhưng mà đứng trước cái sự cái quy trình của của vạn vật trên đời này mà vẫn còn bị thay vẫn còn bị đau khổ thì người này đức phật gọi là không có trí tuệ hay là cũng con người đó mà đứng trước cái sự thay đổi của chúng sanh hữu tình sanh già bệnh chết mà vẫn đau khổ thì người này đức phật cũng nói là không có trí tuệ thế tại sao tại vì đây là cái quy luật anh có chấp nhận không chấp nhận đi nữa Nó cũng vận hành theo quy luật của nó mà thôi Mà anh có người có trí tuệ là có người cứ thuận theo từng cái quy trình của nó mà sống Thì có người đó gọi là người trí tuệ Thì thấy ghê gớm Cái đạo Phật chúng ta không phải là cái đạo mà muốn nói kiểu gì nói Không phải dụ kiểu gì dụ Không phải đạo Phật chúng ta là cái đạo không có khoa học không phải đạo Phật chúng ta là không phải đạo không có văn minh nó quá văn minh nó quá khoa học mà bây giờ khoa học chưa bò tới chưa nhận thức được cái này mà mọi người đều đau khổ trước cái sự vận hành của mọi thứ trên cuộc đời này mà Đức Phật đã chỉ chúng ta được cái 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 quy trình của nó, cái vận hành của nó, thì đạo Phật chúng ta quá khoa học, quá văn minh. Phải nói là chúng ta được có chuyên. Được một bậc thầy, một vị giáo chủ. Trình bày cho chúng ta những cái nhận thức, những cái hiểu biết. Đúng cái chân lý, cái bản thể của cuộc đời, của vấn đề mà chúng ta. Nếu chúng ta thuận theo cái quy trình đó là chúng ta có được an lạc mà thôi. Còn lại là chúng ta gần như chúng ta chống đối chúng ta đi ngược không Nên từ chỗ đó chúng ta không có cái nếp bàn Không có an lạc giải thôi Nên bản thân nhà sư nhà sư nhận thức á Là nhà sư đến với Đạo Phật Nhà sư mừng mực một cái đó là học được cái cách Đức Phật chỉ cho chúng ta sống đúng cái, cái 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 chân lý đúng cái sự thật cuộc đời thôi để chúng ta bớt đi đau khổ thôi chứ không có gì khác hết á còn lại là hoàn toàn chúng ta sống ngược không Cuộc đời này vô thường mà chúng ta không cho nó vô thường Chúng ta cứ yêu cầu cái gì của chúng ta phải đứng im Mà cái vị co cái nào của chúng ta Cái nhà cái cửa chúng ta nó có đứng im không Không có Nó cũng phải thay đổi thôi Tại chúng ta khổ đau Bây giờ con cái là chúng ta cứ đem những cái giáo lý này rồi chúng ta nghiền ngẫm tư duy đó, văn tư tu á, rồi chúng ta đem áp dụng trong cuộc sống chúng ta có được an lạc thôi. Nhưng mà quý vị nhớ, Đức Phật nó rất là rõ, có quy trình của vũ trụ nó vậy. Từ chúng sanh hữu tình là hữu tình nó có hai thứ là hữu tình mà mà con người chúng ta là cao nhất theo quy trình sanh già bệnh chết đó nó trở về với vô vi từ cái hữu vi này này nó hữu vi là có hình tướng nó trở về với vô vi mà vô vi cái vị nếu mà ai mà học di thức rồi á gọi là các a lại gia thức mà ai học đại thừa gọi là cái phật tánh cái chân tâm của chúng ta trong mỗi chúng ta đó còn chúng sanh vô tình đó là những chúng sanh uh, không có sự sống chết đó. Nó theo quy luật gì? Thành trụ hoại không. Dù cái đó là nó 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 lâu đến cỡ như trái đất của chúng ta đây này. Nhưng mà khoa học cho chúng ta biết một ngày nào trái đất chúng ta nó sẽ tan biến. Thì nó rất phù hợp với cái quy luật của Đức Phật. Thì nó không phải nó tan biến Thì thành trụ hoại không là nó trở về với lại vô vi Nó trở về với cái chân tâm Phật tánh của chúng ta Là có nghĩa là cái vũ trụ này đấy Cái trái đất chúng ta chẳng qua là một bong bóng trong vũ trụ thôi nha Một bong bóng trong hàng trăm hàng ngàn bong bóng đang bay trong cái vũ trụ này thôi Trái đất này nó có đùng một cái nó trở về với cái vũ trụ Rồi đủ nhân duyên cái vị nhớ ha từ cái 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 cái, cái hữu vị cái hữu vi nó trở về với vô vi là cái Phật tánh chân tâm là cái vũ trụ này đó. Nó đủ nhân duyên rồi á thì từ cái vô vi này từ cái Phật tánh chân tâm này á nó sản sinh ra lại cái chúng sanh hữu tình và vô tình tiếp. Rồi hoang hoặc 60 năm, 70 năm, 80 năm, 100 năm đi nữa chúng ta trở lại với vô vi chân tâm Phật tánh chúng ta là trở về vũ trụ này đó. Thì quý vị hơi khó nghe là tại sao trở về với chân tâm Phật tánh. Quý vị nhớ ai mà học tri thức rồi á cho chúng ta biết á là cái Phật tánh cái chân tâm của chúng ta đó nó không có đơn giản một miếng nào đâu. Nó không phải là cái hồn, nó không phải là cái hình ảnh ma đâu quý vị. Nếu mà nói á nó lớn á thì cái vũ trụ này chỗ nào có không gian thời gian Thì cái Phật tánh chân tâm chúng ta lớn cả đó Mà nó cái sự bao trong di thức nó gọi là cái tàn thức á Thì trong vũ trụ này có bao nhiêu hạt giống thiện và bất thiện Nó được lưu trữ trong cái A là gia thức Trong cái tàn là cái Phật tánh chân tâm của chúng ta từ cái cái Phật tánh chân tâm có vũ trụ đó đó nó sản sinh ra mọi thứ trên đời này chứ không là chúng ta học kinh điển mà ít cho chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chết rồi nó thành cái hồn rồi dắt dưỡng rồi đi rước về cầu an cầu siêu này kia nó không phải đâu quý vị ơi cái đó của khổng của lão đấy cái đó là cái để chúng ta sử dụng ban đầu chúng ta đến chùa thôi còn cái giáo lý này cái kinh điển của đức phật nó rất là khoa học ta tại sao cái vị đừng cái tưởng tượng là cái cái tâm chúng ta là một cục một cục một cục nha. cái tâm ở đây sự ví dụ nó giống như là một cái 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 oxy vậy đó mà mỗi chúng ta mỗi chúng sanh là một bịch oxy nhỏ mà khi cái vị nhớ rằng nó bể cái bịch oxy nhỏ có nghĩa là chúng ta chết đó thì cái oxy này nó tràn vào trong cái oxy trong cái vũ trụ này nè. có ai nói là oxy này của tôi oxy này của âm oxy này của bà không không có được cái oxy trong vũ trụ này giống như là vàng 4 số 9 các và oxy ở trong mỗi cái bịch chúng ta cũng là vàng 4 số 9 khi chúng ta mất chúng ta chết hay là chúng sanh vô tình á nó thành trụ vậy không á nó có bản thể nó cũng thanh tịnh nha nó cũng trả về với cái vàng 4 số 9 trong vũ trụ. Như nhiều lần ví dụ cho quý vị thấy đó là mỗi chúng ta là mỗi người cái lắc cái dây chuyền sự chỉ vàng này kia nọ đó. Bây giờ chúng ta tất cả không xài nữa, không thích cái loại đó nữa. Chúng ta đem bỏ vào trong cái lò cái lò mà để nấu vàng đó thì cái vị nhớ vàng chúng ta đều là vàng 4 số 9 hết bỏ vào đây thì không có ai nói rằng cái vàng này 4 số 7 4 số 9 4 số 3 gì cả cái giá trị chất lượng nó đều giống nhau cái Phật tánh chúng ta trong mỗi chúng ta khi chúng ta chết rồi nó trả về trong cái vũ trụ này giống như là oxy giống như là vàng này, nè. mà khi chúng ta đủ nhân duyên cộng với cái tội cái phước trong đời này chúng ta gieo tạo á, từ cái vàng này nè cái vàng cái lò này nè chúng ta yêu cầu cái người thợ công này đó tôi giờ tôi muốn cái lắc cái chùi cái dây chuyền cái gì khác mới đẹp hơn thì cái ông này mình gọi là cái ông thôi nhưng mà cái, cái đó là cái quy trình của vũ trụ nó mới hình thành cái lắc cái dây chuyền cái này cái nọ ra nó phải cộng trên cái tội và cái phước trong đời này chúng ta gieo tạo thì cái cái lắc cái vàng đó nó sẽ có giá trị khác nhau nó đẹp sẽ khác nhau đó quý vị học cái, cái 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 cái, tâm chúng ta nó như vậy đấy chứ không phải cái tâm chúng ta là đi à, chết rồi nó thành một cái hồn nào giới dẫn đâu đó rồi chúng ta đi rước về nha không có được nên quý vị thấy trong kinh đức phật mà những bộ kinh gọi là chính thống của đức phật đấy không có bộ kinh nào đức phật dạy các vị tỳ kheo tăng ni đi rước linh hồn của các đệ tử chúng ta về đâu mà nhớ khi mà Đức Phật còn sống có rất nhiều đệ tử chết trước Đức Phật. Là tại vì cái hồn mà chúng ta gọi là cái hồn đó cái tâm, cái ý, cái thức ba cái từ này trong Phật giáo sử dụng mới chính cái tâm. Còn cái từ hồn đó là cụ khổng của lão đấy. Thì quý vị nhớ những cái này nó là oxy, nó bể rồi nó tràn oxy trong vũ trụ này thì không biết chỗ nào mà đi rước gì đâu. Mới đúng kinh điển Đức Phật nhưng mà nó hay một cái này là cái vị khi mà cái cái siêu ví dụ cái cái tâm cái thức cái ý chúng ta đó nó nằm trong cơ thể chúng ta gọi là cái phật tánh chân tâm khi mà nó kết hợp với vật chất là cái thân này đó thì nó có thể nghe nó có thể nghe nó có thể nói nó có thể hử nó có thể thấy hai cái này cái, cái về cái vật cái vật chất và tinh thần nó kết hợp nhau nó có sự linh động như vậy. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta chết, chúng ta mất đi á gọi là thất đại nó tan rã nó nó không kết nối nhau được nữa thì nhớ rằng là cái này nó trở thành nó không có giá trị. Cái tâm chúng ta cũng y chang như vậy đó. Nó trả về trong cái oxy trong giống như cái 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 Phật tánh trong vũ trụ này. Chỗ nó có không gian, thời gian thì chỗ đó có Phật tánh chúng ta. Có chân tâm của chúng ta. cả Nhưng mà nó đứng một mình nó, nó trở thành giống như là một trong những cái khí trong vũ trụ này thôi. Trong vũ trụ này chúng ta còn rất nhiều cái khí oxy, carbonic, nitơ hay là rất rất nhiều. Thì nhớ là cái tâm chúng ta là một trong những cái khí đó mà thôi. Nếu là đứng một mình thì nó không có tác dụng. Nhưng mà hai cái này tinh thần vật chất nó kết hợp Mà chúng ta gọi là cái thân và cái tâm nó kết hợp Thì nó sẽ có là sự linh động Nhưng mà nhớ một cái đó Cái đạo Phật mình nó hay những cái đó Cái sự mà tan biến của cơ thể này Chúng sanh hữu tình này Hay là cái sự tan biến của chúng sanh vô tình á Nó trở về với vũ trụ là không bao giờ biến mất nha quý vị Nó tồn tại trong cái vũ trụ này Nhưng mà đủ nhân duyên á, thì cái vũ trụ này nó sẽ hình thành nên những thứ mà trên cuộc đời chúng ta có. Mà ở đây nhà sư ví dụ giống như là bãi sắc cầu vòng. Bãi sắc cầu vòng có nghĩa là chúng ta ví dụ giống như chúng ta mỗi người là một cái thân là những sắc cầu vòng đó. Những vật chất trên cuộc đời này vô, vô tình nó cũng y chang vậy đó. Nhưng những sắc cầu vòng. Nhưng mà cái thời tiết nó thay đổi thì bảy cái màu này nó tan biến vào trong cái vũ trụ này Không có nhà khoa học nào mà biết nó nằm chỗ nào Nó ở chỗ nào Và lâu nó ra được cả Nhưng mà không thể nói nó mất nha Khi mà đủ nhân viên rồi á Thì ngay lập tức đủ cái thời tiết rồi Thì bãi sắc cầu vòng nó sẽ hiện lại ngay Chúng ta y chang như vậy đó quý vị. Chúng ta là những sắc cầu vòng nó đang hiện tại đây. Chúng ta mất đi, nó trả về. Mà theo đại thừa nó có nghĩa là thất đại trả về với thất đại. Tiểu vũ trụ này trả về với đại vũ trụ này. Rồi khi đủ nhân duyên cộng với cái tội, cái phước chúng ta gieo thạo trong cái đời này. Mà quý vị nhớ. Mỗi người trong đời sau á nó hình thành nên cái kết quả Nó phụ thuộc vào cái đời này chúng ta tu tạo Giống như là một cái Làm cái nhà Thì nó phải phụ thuộc vào cái tài chánh nhiều hơn ít Nó cũng hình thành nên cái nhà Nhưng mà trong cái nhà đó Cái nhà tốt, cái nhà đẹp Cái nhà chất lượng nó sẽ khác nhau nó tùy thuộc vào người chủ đó Nó tiền nhiều hay ít Giống như bây giờ chúng ta đi mua một chiếc xe Nó chiếc xe thì chiếc nào cũng giống nhau Nó cũng có đầy đủ nó cũng chạy được vậy đó Nhưng mà chiếc xe mà nó có Nó 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 cao quá Thì nó sẽ khác nhau giá tiền khác nhau Nó đầy đủ những cái tiện nghi trong đó Nó, nó tốt hơn á Thì nó sẽ khác cái chiếc xe bình thường của chúng ta Thì chúng ta có mặt trên cuộc đời này Ai cũng là cách thân con người Lật những ngôi nhà Những chiếc xe đấy nhưng mà nó tùy thuộc vào cái tội và cái phước chúng ta gieo tạo trong đời trước. Chúng ta nên cẩn thận chỗ này và chúng ta nên làm những cái gì cho đời sau. Tại sao con người mà có những người đẹp, người là hoa hảo, người là á nam mà có những người ở đây nhà sư không phải là 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 là, là chê trách không là là uh, trước cái sự khổ đau của người khác, nhưng mà sự thật nhà sư muốn nói thôi là có những người đầy tứ chi là không đầy đủ đây là do cái quy luật nhân quả cái vị chứ không phải nhà sư nói ác ý gì cả và bây giờ có người mà đầy đủ tứ chi mà hình tướng nó không đẹp thì toàn bộ mà chúng ta thấy những con người chúng ta trên cuộc đời này khác nhau đó là do cái nhân lành chúng ta gieo tạo cả Kỳ vị nên để ý chỗ này Và chúng ta muốn cho đời sau chúng ta được cái nhà nó đẹp Nó bất bệnh đau nó như thế nào đó Thì ngay đời này chúng ta phải tạo cá nhân là Nhớ là cái này nhà sư Nó là hoàn toàn không lợi ích gì cho bản thân nhà sư Mà lợi ích cho chính quý vị đấy Mà đạo Phật rất là công bằng rất là minh không hề nhờ giả ai cả mà do chính chúng ta là người tạo nên cái kết quả đó. Đó là phân tích một nãy giờ đó cho quý vị thấy là cái đạo Phật Không phải là cái đạo mà ai muốn nói chỉ về đã nói Mà chúng ta hiểu kinh điển một, một, một cách lờ mờ đó Không có không có khoa học, không có có, có giáo dục đó. Bằng phương pháp giáo dục đó, Thì có một người Phật tử Cách nay mấy bữa người ta nói một câu mà suy nghĩ người ta do người ta hiểu kinh điển trúng Người ta nói sao đạo Phật giống như đạo ba phải vậy đó mà thiệt à nếu mà chúng ta học kinh điển mà không có hệ thống á, là gần như đạo phật chúng như đạo ba phải vậy đó lúc là nó có lúc là nó không nhưng mà không phải đạo phật rất là khoa học rất là giáo dục rất là có hệ thống chứ không phải đạo phật ba phải mà do chúng ta học đạo không có hệ thống chúng ta thấy một cách để sai sai cái giáo lý nhà Phật như vậy đấy thì cái vị nhớ là cái việc kiểm chứng lại chúng ta tu tập là phải có trí tuệ mới được mà cái vị thấy rõ ràng đó cái đạo Phật là cái đạo mà cho chúng ta những cái phương pháp những cái cách nhận thức và thực tập để chúng ta có được cái an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời này nha, không có bao giờ mà đức Phật nói ờ ông tu đi để đời sau hay là về cái kiếp nào đó xài đi không có có chuyện đó. Mà những cái lời Đức Phật dạy cho chúng ta sử dụng ngay cái cuộc đời này này, chúng ta đang bị trói buộc cuộc đời này, này. chúng ta gần như chúng ta bị trói buộc hết, chúng ta khổ đau trước cái sự sai lầm nhận thức của chúng ta thôi. Cuộc đời này vô thường mà chúng ta cho nó là thường Cuộc đời này vô ngã Không có gì tồn tại vĩnh cửu Mà chúng ta cứ quy định Cái gì của chúng ta là nó thường tồn vĩnh cửu Mà nó thay đổi là chúng ta khổ đau Mà Đạo Phật Đức Phật gọi chúng ta là cái người gì đâu Điên đảo Là thấy ngược không à Bây giờ toàn bộ cái giáo lý nhà Phật cho chúng ta cái nhận thức đúng cái chân lý cuộc đời rồi chúng ta được an lạc vậy thôi thì nhà sư nói là kinh điển học lấy cái kinh điển liễu nghĩa này đó là phải đề cập trí tuệ hàng đầu Chứ không phải là Đức Phật nói cái gì Đức Phật cũng mô Phật mô Phật không nha Đức Phật chúng ta có những cái, cái gọi là danh từ Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi đại hùng có nghĩa là hùng biện, cái vị nhớ Ấn Độ là cái cái, cái đất nước Có nghĩa là uh, là hùng biện một cái đề tài lên đưa lên mà tất cả mọi người đều chấp nhận cái chuyện đó, cùng nhau biện luận hết, ai thắng gọi là người đã giỏi, mà cái vị thấy toàn bộ cái nền giáo lý của Đức Phật của chúng ta mà những vị đệ tử giỏi mà đến quốc phục dưới Đức Phật đó không phải là những tay bình thường mà quốc phục dưới Đức Phật có nghĩa là người nào rất trí tuệ mà Đức Phật gọi là đại trí tuệ mới quốc phục những người này được. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng á, là hôm nay sư muốn cho quý vị thấy chúng ta học mười vị A La Hán thanh văn rồi bốn thêm bốn vị Bồ Tát nữa. Chúng ta để tổng kết một cách để cho chúng ta thấy rằng cái nền giáo lý nhà Phật chúng ta không phải đơn giản nó rất là hệ thống Mà nó rất là cho chúng ta có nhận thức Mà chúng ta tu tập Nó rất là an lạc giữa cuộc đời này ừ, Thì hôm nay xin được dừng ở đây Xin được nguyện cầu Hồng ăn tam bảo chứng minh và gia hộ cho thính chúng Trên đài truyền hình Bồ Đề Phật Quốc Lúc nào cũng thăng khỏe tâm an Bồ Đề tâm kiên cố Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật hiện thân ở đời Như đàm bát Bạn vật đều vô thường Lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời